Mình xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Tiếp tục cuộc hành trình trên đất châu Mỹ, Alabay vừa hạ được Diogo Argentino, lại bắt chuyến bay sang Nam Mỹ để nhận lời thách đấu của chó ngao Brazil. Quả thật, đây là một trận đấu vô cùng hấp dẫn, bởi cả hai anh hùng này đều có kích thước to lớn và cực kỳ dũng mãnh, hứa hẹn sẽ có một cuộc so tài rất gay cấn lắm đây. Các bạn còn nhớ hay đã quen Alabay rồi nhỉ? Đây là một giống chó to lớn có nguồn gốc ở Trung Á. Tên tiếng Anh của nó là Central Asian Shepherd Dog, hay còn gọi là chó chăn cừu Trung Á. Ban đầu, giống chó này được nuôi để canh gác và để bảo vệ gia súc như dê, cừu, tránh khỏi sự tấn công của thú dữ. Ngày nay, chúng được nhiều người ưa chuộng và chọn làm chó trọi ở các đấu trường chọi chó chuyên nghiệp. Hôm nay, mình không phải dắt chúng đi chọi mà chỉ là so tài cao thấp cùng chó ngao Brazil thôi nhé. Về phần chó ngao Brazil, chúng có biệt hiệu là Fila, tên tiếng Anh là Brazil Mastiff. Chúng là một dòng chó có nguồn gốc ở Brazil và khởi thủy của một dòng chó ngao ở Anh. Đây là một giống chó to lớn, đô con và hung dữ. Chúng được sử dụng làm chó săn và làm chó giữ nhà. Ngoài ra, nó được nuôi để sử dụng trong những cuộc đi săn, bảo vệ trang trại và gia chủ. Fila còn được huấn luyện để săn gấu và báo đốm. Nghe tiểu sử sơ lược của hai anh Kiệt là hiểu bản lĩnh của chúng như thế nào rồi các bạn nhỉ? Nào, mình cùng bắt đầu màn so tài thôi nào. Trước tiên, về kích thước thì loài Alabay có chiều cao dao động từ 65 đến 78 cm. Đại diện đến từ Brazil cũng có chiều cao khủng không kém là từ 65 đến 75 cm. Với chiều cao này thì có phần kém hơn Alabay một xíu nhưng không đáng kể. Chú chó chăn cừu Trung Á có cân nặng từ 55 đến 79 kg, trong khi đó chó ngao Brazil có cân nặng từ 50 đến 82 kg. Xem ra dù thấp hơn Alabay một xíu nhưng Fila có cân nặng cũng không thua gì Alabay. Tới đây thì cả hai đều cho thấy sự to lớn và đồ sộ của chúng, và không có bên nào e dè bên nào cả. Tiếp theo về cấu tạo cơ thể, trong hai loài đều có cấu tạo cơ thể khá săn chắc, thân hình rộng, đầu to, khung xương vững chắc, chân thẳng. Nếu quan sát kỹ hơn thì chó Alabay có chiếc tai và đuôi ngắn, bộ lông dài và dày hơn so với Fila. Điều này giúp chúng nhanh nhẹn và bảo vệ tốt trước sự tấn công của đối phương. Cả hai đều có khuôn mặt không quá hung dữ và hầm hố, nhưng tính cách bên trong thì không ai chịu thua ai đâu nha. Về các chi trước và sau thì Alabay có phần to hơn một xíu so với Fila. Đây cũng là một lợi thế. Dòng chó Alabay có thể tạo ra những cú cắn lên tới 650 PSI. Có thông tin còn cho rằng con số đó là 700 hay 735 PSI. Còn Fila hiện chưa có thông tin về lực cắn của giống chó này, nhưng theo mình, nó có nguồn gốc từ những giống chó ngao ở Anh, nên lực cắn cũng rơi vào khoảng 552 đến 556 PSI. Hoặc hơn thế, mình nghĩ bản lĩnh của Fila cũng không nhỏ vì chúng có thể săn cả báo đốm và gấu cơ mà. Vậy là lực cắn của Fila tuy rất mạnh nhưng không vượt qua được lực cắn của Alabay. Nói về sức bền thì cả hai loài đều có sức khỏe rất tốt nên có thể chiến đấu trong thời gian dài, bởi chúng là những giống chó được huấn luyện để thực hiện nhiều công việc như săn bắt, chăn nuôi gia súc, canh gác, giữ nhà, vân vân, thậm chí là dùng để đánh nhau nữa. Còn về tính tình thì Fila có phần hung hãn hơn Alabay. Tới đây, mình xin đưa ra nhận xét như sau. Loài Alabay có lợi thế ở lực cắn mạnh, phần đuôi và tai ngắn nên linh hoạt hơn, lông dày giúp chúng hạn chế được những vết thương. Bên cạnh đó, chúng có phần thua thiệt ở sự hung hãn nhưng không quá đáng kể. Về phía Fila thì chúng hầu như không hơn Alabay về mọi mặt, dù là các chỉ số cũng rất khủng nhưng vẫn chưa đủ sức để vượt qua Alabay. Chúng được cái hung hãn hơn loài Alabay nhưng khi chiến đấu thì điều đó không quyết định tất cả. Vậy nên, mình đưa ra kết luận là Alabay đã giành thắng lợi với 53% và Fila chỉ có 47% cơ hội trước đại diện đến từ Trung Á này. Theo các bạn thì kết quả này sẽ như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới giúp mình nha. Vậy là Alabay đã xuất sắc giành thắng lợi ở khu vực châu Mỹ.
Tiếp theo là chuyến đi sẽ có nhiều thử thách trông gai hơn nữa đang chờ Alabay ở phía trước. Các bạn đừng quên đồng hành cùng đại diện từ châu Á này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.